Nhiều anh em thì đang gọi chu kỳ halving Bitcoin hiện tại là một đợt halving kỳ lạ nhất từng được ghi nhận. Trong lịch sử thì chúng ta cũng có thể thấy là đa phần dòng tiền sẽ đi từ Bitcoin chuyển sang Ethereum, từ Big Cap sang Low Cap và cuối cùng thì mới tới Meme Coin, đúng không nào? Thế nhưng ở mùa này thì anh em cũng có thể thấy là chúng ta đang đón nhận một cái cơn sóng Meme Coin bùng nổ cực kỳ nhanh. Và tổng vốn hóa của Meme Coin hiện tại thì đã tăng lên mốc là hơn 70 tỷ đô la vào ngày 1 tháng 4 vừa qua. Với những cái tên Meme Coin hot mà anh em có thể đã nghe qua như là Dogecoin hot này, ở Book of Meme ở trên Solana, hay là trước đó thì có Pepe này hoặc là Bong. Đa phần các ông lớn lời AI thì cũng không muốn bỏ qua cuộc chơi này, khi mà Meme Coin thì chính là một trend có thể hút được dòng tiền cũng như là số lượng người tham gia, số lượng user khủng trong các hệ sinh thái này. Trong video ngày hôm nay thì Irene muốn chia sẻ đến anh em một Meme Coin còn khá là mới, thế nhưng Irene đánh giá là có tiềm năng bùng nổ cực kỳ cao. Đó chính là Harry the Bene của hệ sinh thái H&H. Và anh em nhớ xem đến cuối nhá, vì Irene sẽ chia sẻ cho anh em những cách để anh em có thể nhận whitelist từ chính dự án này với nhiều quyền lợi vô cùng hấp dẫn cho anh em. Ok, bây giờ thì không để anh em chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên thì Harry the Bene là gì? Harry the Bene thì chính là meme coin đầu tiên được xây dựng ở trên hệ sinh thái của Asian A Chain với phong cách là những chú mèo pháp sư ở trên nền đồ họa pixel huyền bí. Dự án này thì trước đây đã gây được một cái sự chú ý không nhỏ khi mà đã airdrop hơn 40 tỷ token Harry, tương ứng với khoảng 40% tổng cung cho những người dùng ở trên Asian A Chain này, Coin98 Wallet, Space3 và OneID. Mỗi ví thì sẽ nhận được 88.888 token Harry với những tiêu chí như sau. Thứ nhất là thực hiện giao dịch ở trên Asian A. Thứ hai là có ví Coin98 và thực hiện những giao dịch. Thứ ba là tương tác với nền tảng Space3. Và thứ tư là sở hữu OneID đã KYC. Nếu như những ví nào đã đạt đủ cả 4 tiêu chí trên thì có thể nhận tối đa tới 355.552 token Harry. Harry thì là token có tiêu chuẩn là ERC20 và có thể được lưu trữ ở trên các loại ví như là ví MetaMask, ở H&L Wallet, ở Coin98 Wallet, vân vân. Nếu như anh em đã từng tương tác với các cái hệ sinh thái là H&H, Coin98, Space3 hay là anh em đã sở hữu OneID KYC rồi thì anh em có thể copy cái địa chỉ ví của anh em vào cái đường link là scan.hnh.gg. Mình sẽ để đường link này ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em để anh em có thể kiểm tra xem là mình đã có nhận airdrop hay không. Và anh em yên tâm là khi anh em kiểm tra thì anh em sẽ không cần phải kết nối ví của anh em, cho nên là anh em sẽ không sợ bị bay ví nha. Tiếp theo là một số thông tin cơ bản về token Harry liên quan đến tổng cung này, cung lưu hành hay là hợp đồng thì mình sẽ để trên màn hình cho anh em theo dõi thêm nha. Tiếp theo sẽ là một điều mà anh em nên quan tâm, đó chính là những tiện ích xung quanh token Harry. Liệu Harry sẽ chỉ là một meme coin hay không, hay là có những tiện ích khác, thì bây giờ Irene sẽ chia sẻ cho anh em. Đầu tiên thì hiện tại Harry vẫn đang được coi là một dự án meme coin, và chắc chắn là tiện ích của nó sẽ chính là dùng để giao dịch ở trên các nền tảng để anh em có thể kiếm lợi nhuận, tức là anh em mua ở giá thấp và bán ra giá cao. Ngoài ra thì sắp tới dự án sẽ ra mắt một collection NFT của Harry the Bene. Thông tin chi tiết về collection này thì chưa được công bố, thế nhưng là theo mình tìm hiểu từ một số nguồn tin hay là chia sẻ từ một số KOL lớn ở trên X thì hiện tại các ví sở hữu NFT của Harry the Bene sẽ có một số đặc quyền khá lớn như sau. Thứ nhất là có cơ hội nhận được airdrop whitelist NFT của những cái dự án khác ở trên hệ sinh thái của H&H. Thứ hai là được quyền tham gia và truy cập sớm vào những dự án mới ở trên H&H. Và thứ ba, đặc biệt là holder của NFT này thì sẽ có cơ hội nhận được airdrop A8 token khi mà H&H ra mắt token chính thức của họ. Bây giờ thì sẽ là điều anh em đã mong chờ nhất, đó chính là cách mà anh em có thể nhận được whitelist tham gia mint NFT của Harry the Bene. Để có thể nhận được whitelist lần này thì anh em hãy like, share và retweet lại bài post này của dự án. Mình sẽ để đường link bài post ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em. Sau đó thì anh em hãy quay lại video này và comment tên tài khoản X của anh em và ví, địa chỉ ví EVM của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Irene thì sẽ pick random 10 anh em may mắn nhất và reply ngay phía bên dưới phần bình luận của anh em vào ngày 10 tháng 5 nha. Và mình có một lưu ý nhỏ cho anh em là với những anh em nào mà ví của anh em được chọn thì anh em nhớ vô min NFT này đúng rồi nhá. Bởi vì slot này thì sẽ là slot whitelist first come first serve và mình nghĩ là sẽ sold out cực kỳ nhanh. Cho nên là nếu như anh em không nhanh nay thì có thể bỏ lỡ cơ hội này đấy.
Rồi, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách giao dịch token Harry. Hiện tại thì anh em có thể giao dịch token Harry ở trên sàn DEX là Baryon. Mình muốn lưu ý cho anh em là để có thể thực hiện các giao dịch thì anh em sẽ cần phải có một ít Ethereum ở trên mạng Asian Exchange để có thể làm phí giao dịch. Anh em có thể sử dụng cầu là Relay Bridge để có thể chuyển ETH từ mạng Arbitrum hoặc là Optimism để có thể tối ưu cái mức chi phí chuyển nha anh em. Đường link của cầu này thì mình cũng sẽ để ở phía bên dưới phần bình luận. Rồi, bước 1, sau khi mà anh em đã có ETH ở trên Asian Exchange rồi thì anh em hãy truy cập vào đường link ở cầu là Baryon. Sau đó thì anh em hãy kết nối ví MetaMask hoặc là ví Coin98 Wallet. Bước thứ hai là anh em chọn token Harry ở phía trên và ETH ở phía dưới. Sau đó anh em chọn swap và nhập số lượng token mà anh em mong muốn nhận được. Sau khi mua thành công rồi thì nếu như anh em muốn xem cái số lượng hiện tại ở trong ví của anh em thì anh em có thể làm theo hướng dẫn sau. Thứ nhất là với ví MetaMask thì anh em sẽ vào trang list và nhập ở HNX rồi chọn Add to MetaMask để thêm mạng HNX. Sau đó thì anh em vào MetaMask và chọn nhập token dán contract của Harry ở địa chỉ như sau. Mình sẽ để cái địa chỉ hợp đồng của Harry ở phía bên dưới. Sau đó thì anh em chọn tiếp theo và chọn nhập để có thể thêm thành công token Harry. Khi mà anh em thấy hiển thị như màn hình là đã ok rồi nha. Tiếp theo với ví Coin98 ở trên điện thoại thì anh em hãy truy cập vào app và chọn theo thứ tự như sau. Đầu tiên là More, sau đó anh em chọn vào Active Chain và chọn vào HNX. Sau khi anh em bật thành công HNX Chain thì anh em sẽ thấy được cái lượng token Harry ở trong ví Coin98. Cuối cùng, nếu như anh em muốn sử dụng ví native của hệ sinh thái HNA thì anh em có thể download hoặc là sử dụng tiện ích của ví HNA ở trên extension của anh em. Đối với ví này thì rất là đơn giản, anh em chỉ cập nhật seed phrase hoặc là private key của ví mà anh em đã mua hoặc là đã nhận được airdrop, số lượng token Harry thì sẽ hiển thị ngay ở trên ví của anh em. Ok, để tổng kết lại thì theo mình, Harry the Benne là một dự án meme coin được phát hành lần đầu tiên ở trên hệ sinh thái của HNA. Những dự án đầu tiên như này thì sẽ luôn luôn được quan tâm và sẽ là những dự án đặc biệt và có khả năng là được đẩy bởi chính hệ sinh thái, cho nên là anh em đừng bỏ lỡ cơ hội này. Nếu như anh em quan tâm về dự án này cũng như là hệ sinh thái của HNA thì có thể đọc những bài viết mà tụi mình đã review và research cực kỳ kỹ lưỡng về hệ sinh thái này được đăng tải ở trên website của Coin68, hoặc là anh em cũng có thể theo dõi những trang social media của HNA cũng như là của Harry the Benne thêm nhé. Và anh em đừng quên tham gia giveaway lần này của mình vì mình sẽ công bố kết quả cực kỳ sớm vào ngày 10 tháng 5, cho nên là sau khi anh em theo dõi xong thì anh em có thể ngay lập tức comment ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!